À, chào các bạn ha, thì hôm nay mình sẽ đi qua tiếp tới cái video thứ hai về cái chuyện là trình bày một cái khóa luận như thế nào. Thì như hôm trước mình nói á, thì ở cái video này á, mình sẽ không có đụng tới cái phần mà phần 3, phần 4 như ở đây. Mình sẽ nói đến cái chuyện là bây giờ chỉnh cái mớ này. Rồi sau đó là tiếp tục cái đánh số trang, đánh số hình vô vô. Rồi sau đó nói chung là hết về cái phần này ha. Rồi. Thì bây giờ các bạn có tiêu đề cấp 1 và đặt vấn đề chương gì đó rồi tiêu đề cấp 2, tiêu đề cấp 3, tiêu đề cấp 4, nội dung chi tiết. Rồi thì những cái này á các bạn có nhiều cách để làm và rất là nhiều người biết cách làm, nhưng mà nếu như là thủ công á, thì các bạn sẽ rất là mệt mỏi. Hay gì đó các bạn sử dụng những cái heading có sẵn ở trong Word này, đây nè, em bạn chỉnh nó. Nhưng mà chỉnh thủ công từng cái heading trên đây á thì nó cũng rất là mệt mỏi, và nhiều khi các bạn cũng không có định dạng được kỹ. Thì mình gửi các bạn một cách cách là chỉnh cái multi level list ở đây này ha. Mình bấm vào cái chỗ multi level list này, rồi sau đó bấm vào cái define new multi level list ở đây. Rồi mình sẽ thấy có một dãy cái hình như thế này, thì bạn cần bao nhiêu level cũng được ha. Nhưng mà đây bấm này giùm mình, bấm nãy nãy màn hình này, thì bây giờ mình bấm một chữ more này để mình có thể chỉnh đầy đủ hơn. Rồi thì tùy các bạn mà muốn chỉnh như thế nào thì chỉnh, nhưng mà mình sẽ bắt đầu từ cái đầu tiên. Thì cái đầu tiên á thì mình sẽ để nó là cái tiêu đề cấp 1 ha, tiêu đề cấp 1 như ở đây. Thì đây mình bấm lại cái khóa luận hoàn chỉnh của mình á, thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ thấy là như thế này ha. Cái đây thì đây current list ha, thì đây đang là cái current list của mình ha. Thì cái đầu tiên là cái tiêu đề cấp 1, tiêu đề cấp 2, tiêu đề cấp 3, tiêu đề cấp 4, 5, 6, 7, 8 gì đó. Thì cái này thì mình không có xài tới, tại vì viết trong khóa luận các bạn chỉ xài tới tiêu đề cấp 4 với lại cái nội dung thôi ha. Thì chủ yếu là 1, 2, 3, 4, còn mấy cái sau thì các bạn không xài, các bạn bỏ khỏi định diện cũng được, vấn đề nó không quan trọng ha. Rồi. Coi như là cái này là cái mẫu bây giờ mình bắt đầu làm. Từ đây. Thì define new multi-level list ha. Rồi, cái đầu tiên là tiêu đề cấp 1. Thì rồi cái này cũng đã cho z cái đi. Hình như là nó đã bị vướng cái kia rồi. Ok, đó. Bây giờ các bạn nhìn này ha. Đối với đây thì các bạn cần yêu cầu nó cái gì? Là tiêu đề cấp 1 cỡ 16 viết hoa in đậm. Rồi. Tiêu đề cấp 1 thường là có chương hoặc có đánh số. Còn nếu như các bạn không muốn cái hàng này có cái gì hết đó thì các bạn có thể xóa. Để yên đó thôi ha. Rồi. Nhưng mà nói chung là có chữ chương thì các bạn sẽ đơn giản hơn thôi ha. Để mình define new. Cái con số 1 này nè là cái con số mà nó sẽ thay đổi, ví dụ như là các bạn chương 1 xong ở phía dưới đó mình làm thêm một cái heading 2 nữa nó sẽ thành chương 2 đó. Ở đây thì em để là chương 1. Rồi. Link level to style thì em sẽ để là heading 2 ha. Level to show in gallery để là level 1. Rồi. Start at 1 tức là nó sẽ bắt đầu từ chương 1, còn nếu mà bạn chương 2, chương 3 gì đó thì cái đó là chuyện của các bạn. Rồi, number style for this level thì là 1, 2, 3 ha. Number alignment thì là left. Rồi, for number with space ha. Cái thấp nhất vẫn là space, đừng có chỉnh là 8 hay gì hết, vẫn là space. Rồi, thì coi như là xong cái phần tiêu đề cấp 1. Tiếp theo là tiêu đề cấp 2. Rồi, thì tiêu đề cấp 2 á, thì các bạn thấy nè. Ở đây á, thì khi mà các bạn ở đây thì có một cái 1.1
thì giả sử như start S2 thì chẳng hạn thì mình thấy là 1.2 start 1, tức là cái số thứ hai này á, là cái đánh số cho cái phần heading kia. Còn nếu như mà bạn đây giờ mình xóa cái này ha, xóa đó, nếu mình xóa cái chữ đầu tiên thì cái chữ đầu tiên là cái số thứ tự, cái số đầu tiên là cái số thứ tự cái chủ đề phía trước đó. Ví dụ như ở đây mình sẽ có là include level number from level 1, level 1 là cái thằng này này ha, thì nó sẽ đây 1.1, cái này là cái style level của nó. Rồi, restart this after level 1, tức là ví dụ như bạn bấm rồi bây giờ khoan mình làm như thế này trước đã ha, rồi một tí nữa mình sẽ làm sao. Bây giờ ok trước đi để mình sẽ thấy chương 1 ha, ABC gì đó. Rồi, chương cái này 1.2 ABCDEF. Rồi, tiếp theo nó sẽ ra 1.2 ha, tiếp theo nữa sẽ ra 1.3. Rồi, nhưng mà nếu các bạn theo một chương khác, chương 2 ở dưới đó, nếu mà bấm lại cái heading 3 này thì sẽ có là 2.1, rồi xuống dòng tiếp, rồi 2.2 vậy ha. Rồi, thì nói chung là khi mà bạn bấm như vậy á thì nó sẽ tự động định diện cho các bạn theo đúng cái ý mà bạn đã chọn sẵn. Thì ở đây mình chưa có định diện hết, như là mình định diện tiếp đã ha. Rồi, chỗ này thì chỉnh lại thì là cũng bình thường, start S1 hết, start S1 hết, dễ hiểu. Rồi, level show in gallery thì các bạn cái này thật ra cũng chả có ảnh hưởng gì đến các bạn hết. Thì nếu mà các bạn để cho nó đỡ nhầm lẫn ở những phút sau á, nếu các bạn có xài đến từ đây cấp 3 đến cấp 4 thì cứ để nó level khác nhau ha, 1, 2 đàng hoàng, 1 ở đây, này level 2. Cái này thì một tiếng nữa mình nói xong đây. Rồi, cái phần kế tiếp level 1, level 2. Rồi, this up to level 2. Những cái chỉnh này thì nó cũng giống như chen thôi, không khác gì hết ha. Heading 4, heading 5, các bạn cũng chỉnh đi chen như vậy. Rồi, thì mình sẽ có một cái multi level list này trước đã. Rồi, thì sẽ có ba cái dạng chương heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 là những cái mình cần xài. Bây giờ bạn chỉnh cái kiểu chữ của nó ha. Rồi, bấm vào cái chỗ heading 2 này nè, chuột phải ha. Rồi, modify nó. Rồi, thứ nhất á là màu đen thì chỉ khóa lần mà không biết được màu gì khác thì cái này automatic là sẽ tự động thành màu đen. Thứ hai á là chữ không chữ tham sinh roman ha. Thứ ba là cái gì, cỡ 16 viết hoa in đậm, cỡ 16. Rồi, viết hoa thì lúc mà các bạn trình bày các bạn tự viết ha, in đậm ha. Rồi, như thế này. Rồi, các bạn xóa hết tất cả những cái này ha. Before hay after gì á thì cái chỗ này nó liên quan đến cái phần ở phía trước, giờ tạm ok trước ha. Mình kéo lên trên, mình có một cái thằng là chưa để cách một cách trước spacing before 6 point ha. Rồi, vậy thì bây giờ lại quay lại cái này chỉnh như thế nào. Tiếp tục chuột phải cái heading 2 modify ha, rồi format paragraph before 6 ha. À, rồi ok là xong. Còn ở đây người ta không có quy định spacing after như thế nào thì khỏi, coi như nó là không ha, chỉ có spacing before 6 thôi. Đó là xong chủ đề cấp 1. Rồi, tiếp tục tương tự các bạn cũng làm tương tự với chủ đề cấp 2 là ở đây heading 3 modify nó màu automatic in đậm time zero man có chữ 13. Rồi, không có cặp lại hết ha, dẹp cái này hết. Rồi, dẹp hết ha. Rồi, ok đó, tiêu đề cấp 2. Rồi, một cái tiêu đề cấp 3 chẳng hạn, giờ chỉnh cái tiêu đề cấp 3 cũng màu như vậy, time zero man. Và ở đây các bạn có cái cỡ chữ của nó là cỡ chữ 13, viết thường và in đậm, cỡ chữ 13 thường thôi, in đậm. Rồi, ok, đó là chữ đề cấp 3. Tiếp tục chữ đề cấp 4 à, bây giờ cũng chỉnh đi chang như vậy thôi.
Automatic. Rồi đây transformer này là có chữ là 13 viết thường làm phần nghiêng, 13 viết thường làm phần nghiêng. Rồi không có khoảng cách nữa các bạn, before after thì cũng không có khoảng cách. Ok, rồi thì mình đã định chỉnh xong những cái tiêu đề này ha. Rồi tiếp theo là về nội dung chi tiết. Nội dung chi tiết á, thì thường các bạn đánh á, các bạn để ý nè, dù như anh này ở cái tiêu đề cấp 4 ở đây, tức là cái heading 5, thì khi mà anh nói enter á, thì cái chỗ size này nó tự chuyển lên cái normal. Thì cái normal là cái thứ mà các bạn sẽ thường sử dụng nhất ha. Các bạn định diện cái normal này lại cách đúng không ạ, chụp phải nó, modify nó về lại màu automatic. Rồi tab segment có chữ là 13 này, cái làm gì không, không đúng không. Rồi 13 viết thường, ok, chỉnh này 13. Rồi ok, rồi line spacing á, thì ở đây các bạn thấy chỗ này modify format graph ở đây giùm anh. Line spacing á, thì tại vì các bạn chỉnh lại cái modify này rồi, cho nên các bạn phải chỉnh lại cái này là 1.15 giùm anh. Before after thì không có ha. Rồi chỉnh lại cái này giùm anh. Rồi như vậy. Rồi xong thì các bạn sẽ có cái khóa lượng của mình, nó sẽ được trình bày như thế này. Rồi tiếp theo là số trang. Rồi thì các bạn sẽ thắc mắc là làm sao để đánh số trang. Đánh số trang á, người ta đánh số ở phía dưới này ha. Thì trong Word á, có một cái chức năng đánh số trang đơn giản lắm, là ở đây các bạn có một cái là insert đây nè, nó có sẵn một cái page number ở khúc này ha, header footer có page number. Rồi insert ở bottom of page là number 2. Rồi bây giờ con số ở đây các bạn quay ngược trở lại này, thì cái con số này á, các bạn thấy á, nó không có phụ thuộc vào cái style nào hết, cho nên là khi các bạn chỉnh á, các bạn sẽ chỉnh ở đây mắt này, thì bấm chuột phải ha, tức là bấm chọn này xong rồi bấm chuột phải không ở đây. Rồi hoặc là format page number, thì cái format page number này là chỉnh theo cái số mà nó tự động đánh số cho các bạn thôi. Thì nó có cả tiếng Việt 1, 2, 3, rồi tiếng Hàn, tiếng Nhật, luôn luôn la hết. Nhưng mà nói chung là bạn đang viết khóa lượng cách tốt nên để số giùm anh. Rồi, rồi tiếp theo form ở đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây thì form là Type Serial Regular. Rồi, cái chữ là 12, chứ không phải là 13 nữa ha. Rồi, vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt, số trang chỉ có như vậy. Rồi chế độ đầu trang header của 12 viết thường. Rồi tình hình bảng của 12 viết thường. Rồi tình hình với bảng á, thì các bạn cũng chỉnh một cách tương tự như vậy ha. Tình hình với bảng thì ở đây mình có một cái hình ở đây, như anh nói các bạn, khi mà các bạn chỉ bấm vào đây, các bạn thấy ở trên bên size á, thì lại có một cái chuyện là nó chỉ một cái caption ở đây. Thì bây giờ bạn modify nó ra. Rồi đầu tiên không màu. Rồi tình hình thì sao, cỡ 12 viết thường, bỏ cái này cỡ 12 viết thường. Rồi thôi, rồi không có canh gì hết hả, hình như có, anh nhớ là có. Thì ok trước đã, kéo lên hả. Này tên hình với tên bảng á, cách 1.0 hàng line spacing á ha. Thì đây modify tiếp line spacing 1 thôi ha. Rồi đó, rồi vậy thôi, rồi mình đã hoàn chỉnh rồi. Khi các bạn bấm enter thì nó lại tự động chuyển về nó hồi cho các bạn thôi ha. Đó thì đó là những cái liên quan đến cái chuyện mà các bạn định dạng như hàng này. Rồi thì khi mà các bạn làm á, thì các bạn sẽ có một cái phần là mục lục nhỏ nhỏ đúng không? Thì mục lục rồi danh mục này nọ, ví dụ như đây
Thì bởi vậy em mới chừa ra một cái heading 1 này ha các bạn. Thì tại vì cái mục lục của cái đó, cái định dạng của nó giống y chang như là cái heading 2, cho nên sẽ bấm vào cái heading 1 này, mở ngoặc nè, update heading 1 to match selection. Rồi các bạn sẽ có y chang heading 2, nhưng vấn đề là nó bị vướng chữ chương. Thì modify nó lại. Các bạn sẽ format numbering nữa, chỉnh lại về nên ha. Sẽ mất cái chữ chương đó. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn có heading 1 này ha. Ví dụ như là các bạn có một luật hoặc là danh mục bảng gì đó ha. Người ta yêu cầu các bạn á là mỗi cái chương các bạn phải xuống một trang mới. Thì á thay vì xuống một trang á thì các bạn break ở đây là một cái section break dùng anh luôn. Một cái chương ha, là một cái section break đóng vào đây thì mình sẽ được. Rồi tại sao thì một tí nữa anh sẽ nói các bạn ha. Rồi đây nhận một bản đây cái chương 1 thì các bạn chương 1 section break. Rồi chương 2 các bạn cứ session break tiếp. Rồi những cái này thì cùng trong một chương nữa, cứ để đó. Chương 3 thì là một cái session break tiếp. Rồi sau cái chương cuối cùng á thì các bạn thường hay có thêm một phần mới nữa, đó là phần phụ lục đó. Rồi thì đó, đây là cái phần cuối cùng. Thì khi mà làm xong cái này rồi đó, thì các bạn sẽ cần một cái mục lục đàng hoàng của các bạn. Thì đầu tiên á, thì để làm cái mục lục này á, thì các bạn phải lưu ý giùm anh rằng là nó bị okay. Thì các bạn thấy là mình đã canh cái multi-level list này rồi, thì các bạn có một cái chức năng là tự làm mục lục trong Word. Thì cái chức năng này á, các bạn sẽ tìm một cái mục references ở đây ha. Và có một cái chỗ là table contents, bấm vào table contents. Và nếu các bạn bấm vào automatic table á, thì các bạn thấy là nó có một số cái vấn đề nhỏ nhỏ. Đó là từ trong cái mục lục này á, thì các bạn thấy là nó có đính kèm cái mục lục này, nó có danh mục bảng chương 1, chương 2. Thì bốn cái thằng này là từ cái mục lục, danh mục bảng, chương 1 và chương 2 nó đều là tiêu đề cấp 1, cho nên là nó phải ngang hàng với nhau. Nhưng mà nếu các bạn đã set sẵn cái style như anh nói á, thì cái mục lục danh mục bảng nó không có cạch dòng, không có cạch ô, nhưng mà chương 1, chương 2 nó lại bị hụt vô trong, cho nên á là các bạn không có để cái auto như vậy được. Rồi các bạn sẽ làm một cách như thế này, table contents rồi custom ha. Rồi khi các bạn bấm vào custom thì mình sẽ ra được cái này. Thì thật ra cũng chẳng cần chỉnh gì vô hết. Thứ nhất á là các bạn cần 5 cái heading ha. Cần heading 1 là những cái mục lục, danh mục bảng, phụ lục cái kiểu. Heading 2 là tiêu đề cấp 1, heading 3 là tiêu đề cấp 2, heading 4 là tiêu đề cấp 3, heading 5 là tiêu đề cấp 4 ha. Rồi những cái điều chỉnh này á thì show page number là chắc chắn rồi ha. Tại vì khi các bạn là phát luận các bạn phải có cái này. Right align page number thì nghĩa là canh phải cái số trang lúc nào cũng phải như vậy rồi. Rồi tab leader có nghĩa là cái thằng này là những cái dấu mà đi từ cái tên á cho tới cái số trang nó là cái gì. Các bạn lưu ý bạn muốn chỉnh cái gì cũng được tùy theo cái yêu cầu của khóa luận của các bạn thôi, và thường người ta sẽ yêu cầu là chấm ha. Chấm ở dưới dòng chứ không phải là chấm ngang. Các bạn thấy hai cái lựa chọn chấm này nó khác nhau ha, chấm này là chấm ngang, còn chấm này là chấm ở ngay cái dòng mình làm. Rồi thì như vậy vẫn chưa đủ. Như hồi nãy vấn đề anh nói á, thì khi mà mình set cái mục lục kiểu như vậy á, thì cái mục lục của cái danh mục bảng á nó không hụt vào, mà cái chương 1, chương 2 lại hụt vào, không ổn. Thì các bạn phải làm như thế này. Rồi modify nó. Các bạn thấy thì tương ứng với những thằng này á, các bạn sẽ có những cái vấn đề TOC 1, TOC 2, 3, 4, 5. Nó tương ứng với là heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5 của các bạn á. Thì các bạn cần á là heading 1 với heading 2 này nè, nó phải nằm cùng nhau, nó không cách vào. Như bạn thấy indent của cái heading 2 á thì nó có 0.18, heading 1 không có. Rồi cứ mỗi lần lên nó cách nè theo 0.18 nữa. Vậy thì bây giờ bạn chỉ có việc sửa lại thôi. Chỗ này modify nó, cái indent của nó ha. Thì
paragraph thì nên sự này chỉnh bằng không và xong. Rồi, ok. Cái này cái hai chỉnh lại 0.18 format paragraph chỉnh đây lại 0.18. Rồi, ok, tiếp tục theo C4 modify format chỉnh đây lại 0.36. Rồi, tiếp tục theo C5 modify format paragraph đây 0.54 ha. Rồi, ok hết. Ok, em sẽ được như vậy. Ok, tiếp. Rồi, à, thấy chưa? Một lục nhân một bảng chương 1, chương 2 nó đều không thuộc vào. Rồi theo đề cấp 2 nó thuộc vào, theo đề cấp 3 thì 4 thuộc vào. Còn có một vấn đề nhỏ nhỏ nữa là hồi nãy á, các bạn thấy là mình nhận theo đề cấp 4 như thế nào. Theo đề cấp 4 là nó nghiêng như thế này. Bây giờ ở cái một lục này á, các bạn cũng cần nó phải nghiêng như theo đề cấp 4 nha các bạn. Cho nên là một lần nữa các bạn phải chỉnh tiếp. Tóm lại, custom table content modify tiếp cho đề cấp 4 cho xe 5 chỉnh nó phải nghiêng à. Rồi, ok, ok, đó, thấy không? Rồi, thì các bạn muốn chỉnh tiếp như thế nào nữa là chuyện của các bạn ha. Các bạn có thể mò xem tùy theo cái yêu cầu của trường các bạn yêu cầu như thế nào ha. Thì ở đây thì anh hướng dẫn cách làm một lục là như vậy. Thì đối với cái một lục á thì các bạn có những cái vấn đề này, nhưng mà đây là một lục của cái phần nội dung chung của cái khóa luận. Còn các bạn sẽ hỏi mắc á, là làm sao để làm được một cái danh mục bảng. À thôi, anh đổi lại danh mục hình ha. Bởi vì danh mục hình, ví dụ như chương 1 anh có không? Không. Nếu mà các bạn gặp vấn đề này thì các bạn cứ việc chỉnh nó về nào mò ha. Rồi, thì bây giờ anh chèn thêm một cái hình nữa. Insert picture this device. Cái hình này ví dụ như thế này. Rồi, ở đây insert caption tiếp. Hình hình cái vắt ha. Rồi, cái hình này cái caption này modify nó canh giữa ha. À xin lỗi, canh giữa đây chứ. Rồi, thì cái chỗ này chỉnh nó về caption. Rồi, ở dưới đây thì cũng có một cái hình ha, hình này thì chỉnh nó về caption, chỉnh nó về caption. Rồi vậy thôi. Bây giờ muốn dành một hình á thì các bạn sẽ làm gì? Ở đây rồi nhà một hình á thì cũng reference ha. Thì các bạn có một cái insert caption chỗ này nè, có cái insert table of figures nè, thì bấm insert table of figures. Rồi các bạn sẽ có hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình đó. Thì tùy chỉnh các bạn cũng y chang như vậy thôi. Các bạn có thể modify nó cái cách mà người ta viết cái table of figures như thế nào, y chang như là cái cách mà modify sơ đồ thì mình sẽ được đó, hình 1. Rồi, khi như bạn trên framework đó, các bạn chỉ cần bấm vào đây control click thì bạn sẽ tới cái chỗ hình đó ha. Rồi, ở dưới các bạn cũng control click bạn sẽ tới cái hình đó ha. Rồi, hoặc là trên cái mục lục ban đầu cũng vậy. Như là cái mục lục nếu mà control click ở đâu thì mình sẽ tới cái vị trí của cái phần đó ha. Đó, là như vậy. Rồi, một vấn đề nhỏ nữa. Hồi nãy á, anh có chỉnh từ danh mục bảng thành danh mục hình, nhưng mà cái mục lục ở đây thì nó chưa chỉnh. Thì các bạn chỉ cần bấm chuột phải update view, update entire table ha. Đó, thì nó sẽ chưa chỉnh hết lại những cái lỗi mà các bạn đã sửa. Ví dụ như là cái tên heading á, hồi nãy là danh mục bảng, thì bây giờ chỉnh thành danh mục hình ha. Rồi, thì đó là toàn bộ tất cả những thứ gì về cái chuyện mà chỉnh những cái heading và chỉnh cái mục lục như thế nào, làm thế nào để tạo được cái mục lục ha. Thì cái video này tới đây là xong rồi. Thì ở những cái video sau á, thì cái video sau chắc cũng sẽ không quan trọng với các bạn đâu. Thì cái video sau á thì anh cũng sẽ lướt sơ qua những cái phần còn lại của cái chuyện mà đây đó. Rồi, thì nó không có phải là
quá xa lạ với những bạn mà đã bắt đầu viết báo cáo khoa học rồi. Thì ở đây những cái phần 3, phần 4 chỉ là những cái quy định chung thôi. Còn phần 1 phần 2 là những cái phần khó sử dụng ở trên framework. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Tạm biệt các bạn.